Azanon và kết cục của những nhân vật trong Kháp Tự của Nhân Quy liệu có giống trong tiểu thuyết gốc? Bộ phim lần đầu cùng Quân gặp gỡ và Kháp Tự của Nhân Quy được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngự Sào Kỷ của tác giả Cửu Lộ Phí Hương. Vì được chuyển thể thành phim nên có một vài cách xây dựng nhân vật không giống với tuyệt gốc cho lắm. Hãy cùng chúng tôi điểm xem qua cái kết cục của năm diễn viên trong tiểu thuyết gốc như thế nào sau khi được chuyển thành phim nhé. Kỷ Vân Hòa. Trong Kháp Tự của Nhân Quy, Kỷ Vân Hòa đã hóa thành vũ khí, dùng chính cơ thể của mình hấp thụ ma lực của tên cờ Thuận Đức, sau đó xuống hồ Nham Thạch đồng quy vô tận cùng Thuận Đức. Đợi khi ma tính bị thiêu cháy hết, Kỷ Vân Hòa mới có hy vọng thoát khỏi phong ấn. Trước khi nhảy xuống hồ Nham Thạch, Trường Ý đã đưa giao châu cho Kỷ Vân Hòa. Giao châu không chỉ có thể giúp người sống lại mà nó còn có thể tái sinh được cả linh đan đã mất. Sau 300 năm tỉnh lại, Kỷ Vân Hòa đã biến thành cá sống vui vẻ cùng Trường Ý. Tuy nhiên tiểu thuyết gốc lại không có ly kỳ như vậy. Quả thực là Kỷ Vân Hòa vì tiêu diệt ma lực của Thuận Đức mà nhảy xuống hồ Nham Thạch, nhưng người nhảy xuống chỉ là một nửa của Kỷ Vân Hòa mà thôi. Bởi vì Lâm Hạo Thanh từng tạo ra một A Kỷ bằng nội đan của Kỷ Vân Hòa, cho nên đã cắt nội đan của cô ấy làm hai, tạo ra một Kỷ Vân Hòa khác, do đó người nhảy xuống Nham Thạch chỉ là Kỷ Vân Hòa bản sao, còn Kỷ Vân Hòa thực sự thì vẫn đang nằm ở trong phòng. Trường Ý. Trường Ý trong phim bởi vì đã ăn được quả Bồ đề mà Thiên Quân cho mới có thể giải được phong ấn, giúp hắn cắt đuôi cá khôi phục lại linh lực. Tuy nhiên trong tiểu thuyết, sở dĩ Trường Ý có thể tỉnh lại là nhờ Lâm Hạo Thanh đã dùng dư vị thảo kết hợp cùng lửa hồ ly của Kỷ Vân Hòa mới có thể giải được băng phòng của hắn. Chỉ là dư vị thảo là nguyên liệu tuyết nam nguyệt nằm tượng gỗ ly thù, cho nên cực kỳ quý hiếm khó tìm. Việc cô dùng dư vị thảo đồng nghĩa chấp nhận mất đi tượng gỗ ly thù, mất đi chỗ dựa tinh thần. Nhưng vì Kỷ Vân Hòa và Trường Ý, tuyết nam nguyệt có thể chấp nhận được sự mất mát này. Tiền cờ Thuận Đức. Thế giới quan trong Kháp Tự của Nhân Quy chia làm nhân giới và tiên giới, nhưng thực tế trong tiểu thuyết chỉ có một nhân gian, đủ các loại yêu quái. Thuận Đức chính là công chúa nhân gian. Trong tiểu thuyết Thuận Đức khiến hoàng đế băng hà rồi đăng cơ, còn trong phim thì cô ta hấp thụ ma lực của chú Yếm và linh lực của tiên sư. Từ tiên dọa lạc thành ma, cuối cùng bị Thiên Quân dùng thập phương trận trấn áp, sau đó thì bị Kỷ Vân Hòa hấp thụ ma lực, đồng thời kéo xuống hồ nham đốt cháy ma tính. Mặc dù kết cục trong tiểu thuyết của Thuận Đức không khác gì trong phim, nhưng quá trình thì điên hơn rất nhiều. Cô ta tự luyện thành yêu, sau đó thì hấp thụ linh lực của Thanh Vũ Loan Điểu, cuối cùng hút sạch linh lực của tiên sư, trở thành yêu quái đáng sợ nhất nhân gian. Tuyết Tam Nguyệt. Kết cục của Tuyết Tam Nguyệt trong Kháp Tự của Nhân Quy coi như là viên mãn nhất, cô quay về Vạn Hoa Cốc tiếp tục làm thống lĩnh. 300 năm sau mới có một mỹ thiếu niên đến Vạn Hoa Cốc, người này là đồng y hệt Ly Thù. Thực ra chàng thiếu niên này chính là hồn phách của Ly Thù tái sinh, chỉ là không còn ký ức. Kết cục của Tuyết Tam Nguyệt trong tiểu thuyết lại bi hơn rất nhiều. Sau khi Ly Thù mất, vì tế thập phương trận, cô đã đến tiên đảo Ngao Du, mục đích tìm được dư vị thảo hiếm có khó tìm để làm tượng gỗ giống y hệt Ly Thù. Mặc dù tượng gỗ này không có suy nghĩ, không biết nói chuyện, nhưng nó là chỗ dựa tinh thần của cô. Nhưng sau này vì để cứu Trường Ý mà Tuyết Tam Nguyệt đã tặng dư vị thảo cho họ. Ly Thù. Đất diễn của Ly Thù trong Kháp Tự có Nhân Quy rất nhiều, nhưng thật ra trong tiểu thuyết anh không xuất hiện nhiều lắm. Trong phim Ly Thù lấy được thiên hỏa mà hy sinh, trước khi hồn phi phách tán đã để lại cho Tuyết Tam Nguyệt một cái kẹp tóc. 300 năm sau, hắn đầu thai thành người, đi đến Vạn Hoa Cốc. Mặc dù không còn ký ức của kiếp trước, nhưng tình yêu của Ly Thù dành cho Tuyết Tam Nguyệt vẫn không hề thay đổi. Mà trong nguyên tắc, Ly Thù lấy thân mình tế thập phương trận không còn xuất hiện nữa. Tuy nhiên trong ngoại truyện, tác giả đã cho hắn một kết thúc viên mãn. Khi đó trong thập phương trận, Thanh Vũ Loan Điểu đã tìm được một giọt siro của Ly Thù. Cô đã đặt giọt này vào trong cơ thể của Lang Yêu, giúp Ly Thù có thể sống lại trong thân phận của huyết Lang Yêu. Nhưng khi Ly Thù gặp lại Tuyết Tam Nguyệt lại không dám gặp cô, còn Tuyết Tam Nguyệt lại đẩy huyết Lang Yêu này, mặc dù không giống Ly Thù nhưng trực giác của mách bảo Lang Yêu này chính là người mình yêu. Sau đó hai người cũng nhận nhau, cùng nhau phiếu bạt. Nhiều người khá gay gắt về vấn đề nhân vật bị thay đổi quá nhiều so với nguyên tác sau khi chuyển thành phim, nhưng cá nhân chúng tôi lại không quan trọng vấn đề này cho lắm. Nếu như kết cục của nhân vật được thay đổi theo hướng tích cực thì chúng tôi ủng hộ. Như kết cục của Tuyết Tam Nguyệt và Ly Thù chẳng hạn, nếu để xét kết cục của hai người họ trong chính tiểu thuyết thì khả năng đời đời kiếp kiếp họ sẽ không thể nào gặp nhau. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.